Hôm nay các bạn đã ghé cửa hàng chính hãng đầu tiên của Pop Mart tại Việt Nam chưa? Với đầy đủ những item hot nhất, mình sẽ dùng một chút quyền lợi của KOL để tham quan cửa hàng sớm nhất từ lúc chưa mở bán, nên sẽ có những cái sụt quay thật là sáng rõ để dành cho bạn nào chưa có dịp ghé. Cửa hàng nằm trên lầu 4 ở Crescent Mall quận 7, tuân thủ theo những quy chuẩn trưng bày của Pop Mart quốc tế, nên các bạn thực sự sẽ rất là mãn nhãn khi tham quan ở đây. Mình đã sở hữu khá nhiều mô hình của Pop Mart tại nhà rồi, nhưng mà vẫn không khỏi trầm trồ và phấn khích khi mà nhìn ngắm chúng tại cửa hàng. Mình thấy có rất nhiều sản phẩm giới hạn và hot nha. Nhiều phụ kiện như là dây sạc, ốp lưng, cài tóc, móc khóa mà hầu như trước đây mình chỉ có thể mua online. Thật sự là đi quay kiểu này mình ngứa tay dễ sợ luôn, rất là muốn mua nhiều món. Nhưng mà đặc quyền của KOL được vào sớm để tham quan thì đồng thời cũng có một giới hạn là tụi mình không được mua hàng. Cho nên là hẹn Pop Mart một ngày gần nhất mình sẽ ra đây tham quan, mua sắm và lựa chọn từng món. Mô hình thì không nói rồi, nhưng mà còn những phụ kiện như là móc khóa, ốp lưng, dây sạc đồ đó. Nãy giờ là thời gian cửa hàng trước lúc khai trương, mình đã phải đến rất là sớm để quay, nhưng mà chỉ sau đó tầm 15 phút thì cũng có rất là nhiều KOL tới giao lưu và những bạn fan đã xếp hàng chờ đợi Pop Mart cả đêm. Đến 10 giờ thì mình có một cái buổi lễ khai trương nho nhỏ ngắn gọn. Bạn MC đã gọi mình lên giao lưu cùng với Fabo và Dương Minh Đăng. Nhìn mình đứng giữa hai bạn buồn cười quá. Sau đó là cắt băng để chính thức khai trương. Xong rồi thì bọn mình đi ra và để cho khách hàng vào tham quan và mua sắm. Đông lắm luôn mọi người ơi, và trộm vía chúc mừng Pop Mart đã có một buổi khai trương thành công nha. Cuối cùng là bonus một đoạn clip mà mình cũng không biết team mình quay cái gì mà nó vòng vòng như vậy nữa.